vô lô, ê, chào mọi người. Ai da, vô lô, ê, chào mọi người. Các bạn ơi, phải tập cho xiên lên. Bây giờ chúng ta phải chiến thắng cái đội nhảy sến sẩm quê mùa kia. Phải cho tụi nó nhục mặt. Bây giờ phải biểu diễn một tiết mục xuất sắc lên. Bắt đầu. Bây giờ vô nè. Mày vô dưỡng với em. Hả? Romeo và Juliet. Hôm nay là bạn đây. Bè của nhau. Đúng rồi. Thì anh này, anh ở lại lớp. Anh lớn. Thì anh này, anh ở lại lớp. Anh lớn. Ê, bạn bè sao già đầu quá vậy? Thì đó. Sao tóc bị hói vậy? Rồi bây giờ tôi ra gì? Gia gì Juliet đi ra gì không lẽ rồi Romeo? Ừ. Còn em là gia gì? Đây là Romeo đúng Romeo. Không? Romeo. Rồi bây giờ Romeo là quỳ xuống, Romeo phải quỳ xuống. Rồi, bắt đầu. Romeo chàng hỡi, tại sao chàng lại là Romeo? Ổng phân vai á. Ổng phân vai á. Cái gì vậy? Tập đùa. Bác đang diễn mà bác. Xả vai lẹ vậy. Bây giờ sai một cái lãnh đòn nè. Limino chàng hỡi. Cái gì vậy Ngọc? Limino chàng hỡi. Cái gì vậy Ngọc? Lộ. Từ. Gì? Juliet à? Tắt nhạc Mỹ mới nhập. Đã nói là mở cái máy. Nó nghe nè mấy bạn bớt ồn ào đi. Đây là địa bàn của tụi tôi. Các bạn biết chúng tôi là ai à? Nhóm kịch nổi tiếng nhất trường này. Tụi tôi là nhóm nhảy. Nhảy. Ok. Mở nhạc nhảy cho nó coi. Ok. Mấy cái tướng này nhảy được không? Trời bụng bự không mà nhảy được hả? Lady. And gentlemen. Trời ơi, tạo nét kìa. Ôi. Tưng mở. Ôi. Tưng mở. Ôi. Bạn lái xe đi đâu ạ? Chạy đâu vậy? Mà còn không điều nữa. Sao vậy? Hey. Cái này gọi là nhảy hả? Hey. Cái này gọi là nhảy hả? Cái này là múa mở mà. Cái này có phải là... Mọi người ơi, mở tung kìa. Ôi trời ơi, văn mở. Trời ơi. Ủa, còn đây. Cái máy. Trời, cái máy xịn quá nè. Thể dục nhịp điệu hả mấy bạn? Chú Cúc. Trời. Cái máy sao? Nói chung, cái phòng này phải là của nhóm tụi tôi. Đúng, tụi tôi. Nhóm này tới trước, phòng này của tụi tôi. Đúng rồi. Cái nhóm này là của tôi nha. Ê, cái nhóm này là tôi. Cái nhóm này là Mọi người, buông tôi ra đi.
Ê trời đất ơi, cái gì vậy? Ê trời ơi. Cái gì vậy? Ủa ai vậy? Ở đây là đâu vậy? Nói chung không có gây lộn nữa. Đây là nhóm gì của tôi. Coi nó ốm như vậy thôi chứ nó nhảy giỏi nhất nhóm. Đúng rồi. Nè, đừng có thục bia nha. Nè, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy. Chuẩn bị thi đại học sắp tới nơi rồi mà ôn thi không lâu ôn thi. Các em muốn làm cái gì thì làm hay sao? Nếu các em á, nếu các em á làm cái gì thì làm á, thì tôi sẽ giải tán câu lạc bộ của các em luôn đó. Ủa thầy ơi, tụi em có làm gì đâu, bên này vô tự nhiên gây sự tụi em chứ có, tụi em có liên quan gì? Trong đây chỉ có một cái phòng, tụi em thiết nghĩ là cái phòng này nên là của nhóm nhảy, bởi vì tụi em nhảy tốt hơn, tụi em sẽ mang thể diện cho trường. Bây giờ thầy sẽ đưa ra một cái biện pháp như thế này nè. Sao thầy? Là thầy sẽ phát cho mỗi bạn một cái sổ liên lạc. Có 10 môn học tương ứng với 10 con dấu của các môn học. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ ở môn học nào sẽ được đóng một con dấu vào ô môn học đó. Đội nào thu thập đủ 10 con dấu sẽ là đội chiến thắng. Và các em hãy chú ý là các em hãy xuất sắc nhất các em mới được đóng cho các em này nha. Hứa thầy lương tụi em sẽ xuất sắc. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Rồi bây giờ thì giờ học cũng chuẩn bị bắt đầu rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển sang tiết học đầu tiên các em nhé. Dạ. Rồi xuất phát. Ê, trời ơi, thầy, cẩn thận thầy ơi.